Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân được phát sóng trên kênh HTV9 vào chiều thứ 6 hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân phối hợp thực hiện. Ngay sau đây là một số nội dung nổi bật trong chương trình hôm nay. Lễ vinh danh top 50 nữ lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương. Cơ hội đưa hàng Việt Nam bán khắp thế giới thông qua Amazon. Phần cuối chương trình là những chia sẻ thiết thực từ câu chuyện truyền thông của BTS Hunter qua chuyên mục Câu chuyện thương hiệu. Nhằm khẳng định hình ảnh và vị thế của nữ lãnh đạo trong thời đại mới, lễ vinh danh top 50 nữ lãnh đạo tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. 50 gương mặt nữ lãnh đạo tiêu biểu đến từ các quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương đã nhận được sự vinh danh vì những nỗ lực và đóng góp của họ trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Cùng với đó, trong diễn đàn nữ lãnh đạo quốc tế, các nữ doanh nhân đã cùng nhau chia sẻ những chiến lược kinh tế của doanh nghiệp mình trước cuộc cách mạng công nghệ với chủ đề Nữ lãnh đạo và nền kinh tế số. Năm 2018 bắt nhịp với xu thế thay đổi của thế giới dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các nữ lãnh đạo đã đưa ra những mô hình kinh tế phát triển trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, cùng với đó những bí quyết vượt qua thử thách mang tên cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và cách vươn lên dẫn đầu thị trường khi ứng dụng thành công nền tảng công nghệ số. Diễn đàn Nữ lãnh đạo quốc tế và tôn vinh nữ lãnh đạo tiêu biểu là sự kiện được tổ chức thường niên vào tháng 3. Đây là sự kiện do mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế Women Leaders International Networking tổ chức. Đến nay, sự kiện ngày càng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và tham gia của đông đảo các nữ lãnh đạo đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị, bán hàng qua Amazon là chủ đề được nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tại diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2018 diễn ra mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đại diện Amazon cho biết hãng này chỉ đang tìm kiếm các nhà xuất khẩu tại chỗ, chứ chưa thực sự mở một website riêng biệt dành cho người Việt Nam. Sắp tới, Amazon sẽ kết nối người bán tại Việt Nam với người mua toàn cầu bằng công cụ Fulfillment by Amazon FBA. Amazon làm kho, đóng gói và vận chuyển hàng đến cho người mua, chăm sóc khách hàng tại thị trường quốc tế. Cách đây khoảng từ 2 đến 3 năm, cái việc bán hàng ra quốc tế là cái điều rất là khó khăn, phải qua rất nhiều thủ tục. Nhưng mà với hiện nay với các kênh của Amazon đang phát triển thì chỉ còn một vài thao tác nhỏ thì sản phẩm của các merchant sẽ xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới. Theo các chuyên gia, những doanh nghiệp của Việt Nam có thể học cách kinh doanh trên Amazon qua website trực tuyến của hãng hoặc qua khóa đào tạo do Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam tổ chức. Số người Việt Nam mà có tham gia vào giao dịch thương mại điện tử khoảng khá là cao, khoảng 70-80% rồi. Cái trải nghiệm dịch vụ khách hàng khi họ tham gia vào thương mại điện tử và giao dịch trực tuyến. Và nếu như các doanh nghiệp có thể làm được điều đó thì thương mại điện tử Việt Nam sẽ tăng trưởng rất mạnh mẽ trong những năm sắp tới. Xuất khẩu qua Amazon mang lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ với tiềm lực về tài chính, nhân lực hạn chế. Tuy nhiên, để thành công trong quy trình đưa hàng từ Việt Nam sang Amazon, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ càng về các thủ tục đăng ký tài khoản trên Amazon, nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng thị trường nước ngoài và về kiểm soát chất lượng hàng hóa. Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi ký kết hợp tác chiến lược giữa công ty Mắt Bảo và Microsoft. Theo đó, Mắt Bảo sẽ chính thức trở thành đối tác cung cấp công nghệ điện toán đám mây cấp 1 của Microsoft tại thị trường Việt Nam. Mắt Bảo sẽ tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây của Microsoft đúng chuẩn quốc tế, nhằm mục tiêu đem đến dịch vụ toàn diện, bảo mật, tối ưu hóa chi phí đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi cũng muốn đem tới cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp nhỏ. Họ có khả năng họ sử dụng được những cái phần mềm nó tiên tiến và với cái chi phí rất là rẻ và giúp cho họ tiết kiệm cái chi phí đầu vào. Với các doanh nghiệp thì không phải qua cái điện toán đám mây, họ chỉ tiếp cận được cái phần mềm có bản quyền ở cái chi phí thấp nhất với cái cách là có thể chi trả hàng tháng, mà các doanh nghiệp có thể sẽ luôn luôn và cả các cá nhân nữa cũng luôn luôn nhận được cái sự bảo vệ ở cái mức cao nhất. Trong giai đoạn sắp tới, Office 365 sẽ là sản phẩm đám mây chủ đạo mà Mắt Bảo hướng đến nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hơn phiên bản cũ, đồng thời nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên. Vừa qua tại Hà Nội, triển lãm quốc tế Việt Build 2018 về ngành xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất đã diễn ra với sự tham gia của gần 1.700 doanh nghiệp.
Tại triển lãm, Hai Sung Door cung cấp giải pháp về cửa cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế và giới thiệu các sản phẩm mới theo công nghệ Hàn Quốc. Hai Sung Door cung cấp các sản phẩm về cửa thép an toàn căn hộ, cửa thép kỹ thuật và cửa ABS thông phòng tại Việt Nam. Công ty hiện là đối tác chiến lược với chủ đầu tư uy tín như FLC Group, Tân Hoàng Minh Group, Cotecon Group, góp phần tạo dựng thành công cho những công trình như FLC Complex, Mipec Riverside, Alpha Nam Luxury Đà Nẵng, Coco Bay Đà Nẵng. Năm 2018, Hai Sung Door tập trung đầu tư vào công nghệ sản xuất, nguyên liệu sản phẩm. Ngoài ra, công ty không ngừng mở rộng nhà máy với diện tích 2 hectare, tạo ra năng lực khả cung 200.000 m2 sản phẩm một năm cho thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Thưa quý vị, xác định tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là một trong những yếu tố cốt lõi tạo ra động lực để phát triển kinh tế xã hội. Bắt đầu từ năm 2018, thành phố chính thức tổ chức giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thường niên nhằm tôn vinh các tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để hiểu rõ hơn về giải thưởng ý nghĩa này. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục năng động nhất Việt Nam, trong những năm qua với nhiều chính sách thiết thực, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành trung tâm thu hút các hoạt động đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và hội tụ khởi nghiệp lớn nhất cả nước. Xác định tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là một trong những yếu tố cốt lõi tạo ra động lực để phát triển kinh tế xã hội. Bắt đầu từ năm 2018, thành phố chính thức tổ chức giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thường niên, gọi tắt là iStar, nhằm tôn vinh các tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Vì thế, giải thưởng được đánh giá là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo ra những đột phá mới cho sự tăng trưởng bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Thì chúng tôi cũng hy vọng là qua cái giải thưởng này là một mặt là để tôn vinh những cái đóng góp, những cái hoạt động đổi mới sáng tạo của tổ chức và cá nhân, nhưng đồng thời đây cũng là một cái giải thưởng khích lệ tinh thần để cho cái sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo sẽ được lan tỏa hơn trong cộng đồng. Giải thưởng này do lãnh đạo thành phố chỉ đạo thực hiện thì có sự góp sức của tất cả các sở ban ngành. Thì trong đó nó đặt ra rất nhiều trong các lĩnh vực về ứng dụng công nghệ cao trong cả công nghiệp và cũng cả trong nông nghiệp. Với mong muốn là làm sao mà nó kêu gọi cộng đồng tham gia vào trong các hoạt động liên quan đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Và chính vì vậy mà cái vai trò của doanh nghiệp và cũng như tất cả các thành phần khác trong cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đó chính là cái rất là cần thiết để làm sao cho mọi người chung tay chung sức với nhau trong cái việc phát triển về cái hoạt động này. Theo thể lệ giải thưởng, 4 nhóm đối tượng được xét giải năm nay bao gồm: thứ nhất là những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích nổi bật; thứ hai là những tập thể cá nhân có những giải pháp hữu ích đã được áp dụng trên thực tế thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Qua cái giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thì doanh nghiệp chúng tôi cũng rất mong muốn là có những cái phần tài trợ, những cái học bổng cho các bạn đam mê về khoa học cũng như là về cái công nghệ sinh học, nhất là đam mê về cái ngành nghề nuôi trồng cái nấm dược liệu. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm, chia sẻ với các bạn về những sản phẩm có thể là bạn sẽ khởi nghiệp từ những cái sản phẩm của chúng tôi. Nhóm đối tượng thứ ba là các tác phẩm báo chí truyền thông xuất sắc cổ vũ động viên, khích lệ phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Sau những cái lần trao đổi với startup thì tôi nhận ra là cái mà họ cần nhất không phải là tiền. Cái họ cần nhất là được sự ủng hộ của cộng đồng. Họ cũng cần một cái nơi để truyền thông tốt và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thể tin tưởng và đặt thêm nhiều nguồn lực vào tay họ để họ có thể tiếp tục mở rộng quy mô. Startup thật sự là lan tỏa ra toàn thành phố và cả thế giới. Nhóm đối tượng thứ tư là những cá nhân, tổ chức hỗ trợ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thời gian qua. Đồng hành cùng giải thưởng này còn có rất nhiều doanh nghiệp uy tín trên thị trường với tư cách là những tổ chức tiên phong và tích cực trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, đồng thời thể hiện được trách nhiệm xã hội của mình đối với sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi kỳ vọng rằng là với cái giải thưởng này thì bước đầu sẽ đánh giá đối với cộng đồng khởi nghiệp, họ sẽ có một cái ý thức và nhận thức rằng là tất cả nhà nước, chính phủ và cộng đồng đều quan tâm đến vấn đề đổi mới sáng tạo, chứ không phải là họ đang tự bơi một mình. Thời gian tham dự giải thưởng sẽ kéo dài tới ngày 31 tháng 8. Điều đặc biệt là giải thưởng này được xét chọn không chỉ trên cơ sở đánh giá của hội đồng chuyên môn mà còn có sự tham gia của cộng đồng.
Thông tin về các đối tượng dự giải sẽ được đăng tải rộng rãi trên cổng thông tin đổi mới sáng tạo để cộng đồng có thể theo dõi, chia sẻ, bình chọn cho đến hết ngày 30 tháng 9. Theo kết quả nghiên cứu do Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD thực hiện, Việt Nam đang ở ngã rẽ trên quá trình phát triển. Chính những giải thưởng, những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo như thế này sẽ tạo đà cho Việt Nam tạo ra sự tăng trưởng dựa trên tăng năng suất lao động. Đây cũng là một trong những giải pháp chiến lược có tính khả thi cao, giúp Việt Nam sẽ phát triển bền vững trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Thưa quý vị, để xây dựng một thương hiệu qua 40 năm là cả một hành trình thử thách, và BTS nằm trong câu chuyện đó. Là một thương hiệu lớn nhưng sau 20 năm im ắng, người Việt dần quên nhãn hàng này. Và câu chuyện chỉ bắt đầu khi có một thương hiệu con của BTS ra đời. Với những chiến lược truyền thông khác biệt, họ đã vực dậy BTS như thế nào? Xin mời quý vị cùng gặp gỡ những người trẻ của BTS Hunter. Sau sự im ắng một thời gian dài của thương hiệu BTS, BTS Hunter là một thương hiệu con của BTS ra đời. Mục tiêu của BTS Hunter là nhằm đánh vào thị trường giày thể thao cho giới trẻ bằng một chiến lược truyền thông đặc biệt và khác biệt. Thưa quý vị, khi nhắc tới thương hiệu BTS thì Phương Nguyên nhớ về tuổi thơ của mình với những đôi giày sandal rất chắc chắn. Bẵng đi một khoảng thời gian thì gần đây cái tên BTS được khá nhiều người nhắc tới, đặc biệt là các bạn trẻ, với thương hiệu BTS Hunter. Và quá trình vực dậy một thương hiệu truyền thống với những ý tưởng truyền thông khác biệt của một nhóm bạn trẻ chính là một câu chuyện thú vị mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ trong ngày hôm nay với khách mời của chương trình. Đó chính là anh Nguyễn Phú Cường, là trưởng nhóm nhãn hàng của BTS. Lời đầu tiên thì Phương Nguyên xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến anh Phú Cường đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Phương Nguyên và đại diện cho BTS thì Cường xin gửi lời chào trân trọng nhất cho tới tất cả quý vị khán giả. Thật sự ra thì cũng phải một khoảng thời gian hẹn hò thì ngày hôm nay mới có được cuộc trò chuyện này cùng với anh Phú Cường. Chắc hẳn là BTS hiện tại đang khá bận rộn với những dự án và những kế hoạch truyền thông sắp tới đúng không ạ? Thật ra thì Phương Nguyên đoán khá chính xác. Thì 2018 BTS và BTS Center nói riêng sẽ đặt ra là một cái năm bản lề mà còn dài hạn hơn và bền vững hơn. Cho nên là cũng có khá nhiều hoạt động cần chuẩn bị. Vâng ạ, như vậy là BTS cũng đã có những cái kế hoạch truyền thông dài hạn và trước mắt là cho năm 2018 với BTS Hunter. Nhưng trước tiên thì Phương Huy xin được bắt đầu với một câu hỏi mà chắc hẳn là quý vị khán giả ở đây chúng ta cũng đang khá là thắc mắc, khi mà BTS đã lựa chọn một cái chiến lược truyền thông gắn với một nhãn hàng dành cho đối tượng trẻ và đặt tên là BTS Hunter, có nghĩa là gì ạ? Thì đầu tiên là BTS Hunter được sinh ra là để đánh vào đối tượng là người trẻ. Bởi vì thương hiệu BTS mình cần thấy có một sự kết nối lại với cái đối tượng hiện tại bây giờ qua một cái dòng giày thể thao. Thì mình biết được rằng người trẻ Việt Nam ngày càng tự tin, họ khao khát, họ có tham vọng hơn. Họ luôn luôn là muốn trải nghiệm thứ mới, họ săn tìm những hành trình để từ đó cái trải nghiệm của họ được lấp đầy, cái thế giới quan của họ được lấp đầy. Họ chính là những cái thợ săn trải nghiệm. Thành ra cái nguồn gốc của cái tên Hunter, thợ săn, nó xuất phát từ đó. Vâng, thưa quý vị, với ý nghĩa và hình ảnh đó chính là thợ săn trải nghiệm thì BTS Hunter đã có những dấu ấn rất mạnh mẽ trong lòng của những vị khách hàng của riêng mình. Anh Phú Cường thân mến, vào thời điểm mà BTS Hunter tung ra chiến lược marketing truyền thông của mình, đó là vào những ngày cận Tết, thì có thể thấy là trong thời điểm đó nhiều những cái chiến lược truyền thông khá thành công khi đánh mạnh vào cảm xúc của cái khách hàng của mình với những cái thông điệp ý nghĩa về việc trở về đoàn viên. Vậy thì BTS Hunter đã làm gì để mình trở nên khác biệt, và liệu sự khác biệt đó có quá liều lĩnh không ạ? Ở trong cái trở về này, thách thức đặt ra là cái thương hiệu mà được mọi người nhắc đến nhiều nhất về nhà ăn Tết gia đình trên hết là Neptune. Họ sở hữu rất là mạnh và họ đã truyền thông cái này cũng rất là nhiều năm. Nhưng mà Neptune nói về câu chuyện là khi bước vào nhà, trở về nhà và đoàn viên, thì mới là mình thấy được rằng có một cái chỗ rất là lớn có thể nói về, đó là hành trình trở về. Cái việc mà từ đây bạn đi về nhà chưa có thương hiệu nào nói tới, mà nó lại cực kỳ liên quan đến BTS Center. Thật ra mình thấy được rằng là sẽ có một cái chỗ để mình có thể nói câu chuyện của thương hiệu một cách tốt nhất mà chỉ BTS Center có thể nói được thôi. Như vậy là khi mà mình đã có ý tưởng thì lại có một cái khó khăn trước mắt đối với BTS Center trong khoảng thời gian đó, đó là về cái ngân sách của mình. Vậy thì làm thế nào để vượt qua được những cái trở ngại? Mình phải có một câu chuyện thực sự là chân thực và chạm được tới cái con tim mà của người tiêu dùng, đặc biệt là người trẻ. Vậy thì họ sẽ nhìn cái thông điệp này giống như là một cái tiếng lòng, chứ họ không nhìn như quảng cáo, thì họ tiếp nhận nó dễ hơn. Cái số 2 là ngân sách mình ít, thành
thành ra là mình phải chọn làm một cái nào đó mà thực sự là lớn và hiệu quả bằng cách là dùng người nổi tiếng. Mặc dù có thể nói một cách cũng có cái chia sẻ thật lòng luôn là ở thời điểm đó cũng hơi sợ, bởi vì Sơn Tùng vốn gắn liền với lại một số cái scandal. Nhưng mà mình thấy được rằng là có một cái cơ hội tốt ở đó là mình gắn liền với Sơn Tùng, người ta có thể biết tới mình nhiều hơn một cách nhanh chóng nhất bằng cách là mình đặt đôi giày vào trong một cái MV cổ trang của Sơn Tùng. Lập tức là cái hiệu ứng là đã rất là lớn, và ngay sau đó mình tung luôn một cái MV của Subin là Đi Để Trở Về, nhưng mà nó ngốn toàn bộ gần như là ngân sách marketing của Vietis Center. Và cái đó đúng là một cái gọi là bài, một cái chiêu gọi là liều lĩnh, nhưng mà khi thấy được rằng hiệu quả mọi người chú ý về cái thương hiệu Vietis sau bao nhiêu năm quay trở lại, mọi người trân trọng cái thông điệp Đi Để Trở Về của Vietis, thì thấy được rằng đây thực sự là một cái thành tựu mình đạt được. Với riêng Vietis Center thì đối tượng khách hàng chính là các bạn trẻ. Vậy thì chúng ta đã có những nghiên cứu gì để đáp ứng riêng cho cái dòng đối tượng khách hàng của mình đang nhắm tới ạ? Họ rất năng động, họ di chuyển liên tục và họ lướt gọi là điện thoại liên tục. Thì mới được rằng là cái mà để có thể neo cái sự chú ý của họ lại, có một cái thông điệp mà thực sự ấn tượng là cái quan trọng đầu tiên. Cập nhật xu hướng, Vietis Center chuyển lên cái nền tảng là kỹ thuật số, mạng xã hội rất là nhiều. Bởi vì ở đó khách hàng của mình, họ dành thời gian cả ngày ở đó. Mình dùng những kênh nào để mình tiếp xúc với họ, và mình dùng những cái phương thức nào để có thể gây chú ý với họ. Đó là cái mà mình làm sao để mình thắng được người trẻ. Tạo được tiếng vang lớn trên thị trường vừa là thành công lại vừa là thách thức của Vietis. Rồi đây các nhãn hiệu lớn từ nước ngoài và trong nước cũng sẽ có những chiến lược truyền thông lớn cùng với nguồn lực khổng lồ của họ. Về lâu dài, Vietis phải bước qua được cái bóng của một chiến dịch quảng bá đơn thuần để chứng minh được Hunter không phải chiêu bán hàng hiệu quả mà là tiền đề vững chắc giúp thương hiệu nổi tiếng này tìm lại thời hoàng kim. Có thể thấy rằng là thị trường Việt Nam bây giờ cũng là một trong những cái miếng bánh béo bở của những cái thương hiệu nước ngoài. Vậy thì Vietis Hunter đã làm gì để chúng ta có thể thắng thế và mang về những cái đối tượng khách hàng cho riêng? Vietis Hunter thì mình thấy được rằng là mình thừa hưởng một cái tên tuổi của thương hiệu gắn bó 36 năm ở Việt Nam là Vietis. Thì Vietis Hunter tiếp tục, mình dựa trên cái nền tảng đó, mình làm sao để mình tiếp tục phát triển và đẩy mạnh cải tiến sản phẩm. Bởi mình biết được rằng ấy, cái việc mà sản phẩm được cải tiến có những công nghệ riêng của Vietis Center và phù hợp với người Việt sẽ là cái nền móng vững chãi để mình có thể phát triển tương lai và cạnh tranh sòng phẳng với lại những thương hiệu nước ngoài. Mình có cái lợi thế bởi vì mình là người Việt, mình hiểu rõ được người Việt mình cần gì về cả mặt tính năng, về cả mặt mẫu mã thiết kế vẫn phù hợp với xu hướng chung của thế giới, nhưng làm sao để đại đa số quần chúng Việt Nam vẫn nhìn nhận đó là phù hợp với bản thân họ, vẫn là đẹp, vẫn là thời trang. Và cái số 3 chính là ở mức giá cả mà hợp lý với lại người Việt. Thì đó chính là tập trung vào việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ là cái nền móng vững chãi phát triển tương lai. Thế nhưng bây giờ bàn xa ra một chút xíu thì không biết là Vietis Hunter đã bao giờ nghĩ tới việc mang thương hiệu Việt Nam ra ngoài thị trường quốc tế chưa? Tại sao mình không mơ tới việc là đem một thương hiệu giày Việt Nam đến với thế giới? Trước mắt là đến với khu vực Đông Nam Á của mình. Vietis trước giờ vẫn luôn là một cái đơn vị gia công cho những thương hiệu quốc tế. Tức là những sản phẩm của những thương hiệu chẳng hạn như Decathlon hay là Clarks, để có thể khẳng định một điều rằng là chất lượng của Vietis đã có thể đạt tới cái tầm gọi là đẳng cấp quốc tế. Thì việc mà đưa Vietis và Vietis Center ra nước ngoài với một cái chất lượng mà đã được khẳng định sẽ nhằm không chỉ thể hiện được cái tầm sản phẩm của Việt Nam chất lượng như thế nào, mà còn đem cái niềm tự hào của người Việt phổ biến ra ngoài. Nhiều người cho rằng có một cái lằn ranh rất là mỏng manh giữa quảng cáo mang lại hiệu quả tốt để khách hàng yêu mến nhiều hơn về sản phẩm đó, hay là khiến cho khách hàng cảm thấy khó chịu và bực mình khi lúc nào cũng thấy cái sản phẩm này xuất hiện trên những phương tiện truyền thông đại chúng. Vậy thì theo anh, chúng ta sẽ làm gì để có thể không lấn sân qua cái ranh giới rất là nguy hiểm và mang tác dụng ngược kìa? Ở trong thuật ngữ về mặt truyền thông quảng cáo nó có cái gọi là sự thật ngầm hiểu, hay tiếng Anh nó gọi là insight. Mình cần phải đào đủ sâu và một cái mức độ nào đó đủ rộng để mình thấy được một thông điệp, một cái nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng mà mình có thể sử dụng thế mạnh của thương hiệu, mình nói câu chuyện hay mình giải quyết cái vấn đề đó của khách hàng một cách tốt nhất. Thì tự động họ sẽ cảm thấy đây là một cái tiếng lòng mà họ được thương hiệu nói hộ cho, chứ không phải là một cái quảng cáo. Cái thứ hai là những cái hình thức mà quảng cáo xuất hiện nó cần phải có một yếu tố tự nhiên và dễ dàng đi vào lòng người. Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn anh Phú Cường rất nhiều về những chia sẻ, những thông tin hữu ích để giúp cho quý vị khán giả chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thương hiệu Vietis Hunter. Và thưa quý vị, đến đây thì cuộc trò chuyện này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong những chuyên mục tiếp theo của chương trình Nhịp Cầu Doanh Nhân.
tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ nhịp cầu doanh nhân a@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.